Không phải đâu, cái con trong trống á. Nè, con trống này đúng không? Nè, đặt đây nè, nó có quạt gì đâu. Không phải đâu, nhưng mà cho đại là chưa có nâng cấp lên á. Đúng rồi, khi nào mình nâng cấp lên. Ba, 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 chưa có nâng cấp. Ba, 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 ba. Cái miệng vừa hơi ơi, con mang màu trắng nè. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vô cái level số 21 các bạn ơi, thì chỉ còn có 10 cái level nữa thôi. Rồi mình sẽ đến giật chùm nha. Tại vì sau khi mình hoàn thành cái level số 31 rồi mình sẽ giật chùm nha các bạn. Rồi, vô cái màn này đây, màn này màn gì đây? Cái màn này chắc lẽ là chọn vũ khí tự động nữa các bạn ơi. Ủa hên. Mình được tự chọn. Chọn cái nấm mốc đi cho nó mới đi. Rồng nấm mốc nè. À. Nhiều đó là đủ chiến thắng rồi đó, khỏi chọn nhiều. Chứ con nào? Chọn đại đi. Ok. Ừ, chọn đại đi. Rồi, vô chọn khí đại đi. Nào. Chọn con này coi. Đây con ma nè. Mình chọn con chấm chấm không? Nào, rồi chọn luôn. Okay. Ba, con ma đâu vậy ba? Con ma đâu? Nè, con ma nè. Nè, con ma màu trắng nè, thấy không? Không, mình chọn con ba, ba, con ma màu trắng đi. Xong gắt góc. Rồi, ok, đánh góc đi. Ok. Con ma đi. Con ma gắt góc. Trời ơi. À, ba có con ma không? Ba cái gì? Con ma không? Con ma đâu? Cái đâu? Ý á. Ma màu trắng đó. Con ma màu trắng đó hả? Ừ. Con ma màu trắng đó cả bài. Nè, thấy không? Thấy con ma màu trắng. Thử coi, con ma màu trắng đặt vô đây coi nó công dụng gì đây. Hả? Con ma zombie gì vậy? Nó hù con zombie các bạn ơi. Hù nó. Ủa con zombie gì vậy? Nhưng mà không biết con zombie nó có sợ không à. Ba, ê, ba. Rồi xong. Bảy. Ba 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 đi vậy? Kìa kìa, cái tay ra coi. Ba, con. Ba đi dạ, con ba giật đầu lên hả? À, rồi. Ba, ba con ma kìa, con ma kìa, con ma nó hù con zombie mà. Con zombie nó không sợ nên con ma bị tiêu đời các bạn ơi. Hai ông này đi đâu mà nhanh dữ vậy hả ông? Ủa, con ma đâu? Ở một hàng rồng cho chắc cú. Nhưng mà nó đang địa. Rồi, tới giờ nó vậy nữa rồi á. Ủa con ma đâu? Con ma màu trắng đâu? Hả? Ba ba con ma màu trắng đâu? Ma màu trắng ba đâu có đặt ra đâu. Nè đặt ra cho nó hụt cái con này chơi. Đó, kia không? Ủa này con ma bị hả? Ừ. Rồi xong con ma nó mày bị ăn gót luôn rồi. Con ma đâu? Nó ra nó hù con zombie. Đặt cái này có là gì đâu. Này giống kim cương mới đặt con ma nhát ma mấy con được chơi. Ủa? Ê ra cũng lợi hại lắm nha. Rồi xong con ma nó bị ăn gót. Cái con ma này mà đặt ra nó cũng hù mấy con này ghê lắm á. Ba giờ thôi, bây giờ ba đặt cái chum chấm hồi nãy cho ba. Chấm đặt vô thử coi, thổi coi. Trời không có công dụng gì chơi mấy ba ơi. Chum chấm mới đặt vô nó đâu có thổi được gì đâu. Đây nó mới hỏi đỡ bấm đặt. Không có nhúc nhích luôn đó. Nè đặt đây phải không? Đó nó hỏi zombie đâu có nhúc nhích gì đâu. Ba ba con cá trong kia nó kìa bay. Đó đặt con ma vô. Ủa sao nó yếu rồi. Ba chắc ba con ma này. Ba con ma chưa có đang cắt trong kia kìa ba. Không phải. Không phải đâu. Hay cái miệng la vừa hay la quá la vậy thật. Không phải. Không phải đâu, cái con trong trong á. Nè cái con trống này đúng không? Nè đặt vô nè, nó có quạt được gì đâu. Không phải đâu, nhưng mà cho đã là chịu cái nâng cấp lên á. Đúng rồi, khi nào mình nâng cấp lên ba, đây là nó có mạnh hơn. Ba con ma bằng cắn đâu? Chưa có nâng cấp. Ba con ma bằng cắn đâu? Cái miệng vừa vừa hơi bi ơi, con ma màu trắng nè. Đâu con ma màu trắng hả? Đó, hãy chờ, nó này thấy không? Hả? Ờ. Ăn con cắn đáo rồi á. À, nguy hiểm lắm đó. Hãy nhớ mở ba xin nhỏ con ma đây. Gì? Ba xin nhỏ con ma đây. Đập nó một đập luôn nè. Ủa lại cái cây. Ok à? Các bạn ơi, đây là đã chiến thắng cái level số 21 rồi. Phải không ta? Đúng rồi. Rồi ok, next level luôn. Rồi được rồi. Vô kêu hiểu cái điếm không hả?
Vô cái đồ mèo kế tiếp luôn, cái gì đây? Không đặt nói chung gì. Là tiêu diệt Jimmy đó. Ba con bé rồi kìa ba. Ba con bé hấn rồi kìa ba. Cái này nó chặn này nó cho mình 3.000 mặt trời. Ba con bé hấn rồi kìa. Bắt bớt cái miệng lại kìa. Ba con bé hấn rồi kìa ba. Biết rồi, bắt bớt cái miệng lên cho nó khỏe người coi. Cái miệng quá miệng rồi. Ba cầm bé. Được rồi, nói nhỏ nhỏ thôi, nói gì vừa quá, nói lớn. Ai trái chuối nè. Trộn trái chuối nè. Cứ đâu. Ờ, múc cái bông này luôn rồi. Ok, lấy góc ha. Bót luôn. Ok, ba cái. Ờ, hút bấm gì vậy? Ba cái chỗ nào? Để trời. Cái miệng gì vừa thôi, chừa cho người ta nói với nói người tới ngoài. Ba cần cái chỗ đâu là còn nghe nữa mới đâu. Ba cần cái chỗ nào? Cửa này rồi ba. Đây hả? Ủa con ma đâu? Ba con ma màu cắn đâu? Ba muốn con ma màu cắn đâu rồi ba? Ma màu trắng cái bàn này mà không có chọn. Ba cần con ma màu cắn cần đây. Ok, lấy gấp thôi. Ba cần. À, trời, nói chuyện vừa vừa thôi, chừa cho ba nói với Vi ơi, mình nói chuyện quá trời vậy. Nói nhỏ nhỏ thôi. Ồ, cái cây đó nó thả bơm ra kìa, nổ cho mi kìa. Bùm bùm đó, chưa ghê không? Bùm không. Cái cây bùm gáo nhìn nó giống như cái bông gáo nhưng mà lợi hại lắm. Cây chuối chắc này chưa phát huy nha. Cây chuối dữ lắm rồi, cây chuối nó bắn cây chuối nhìn tiếng lắm. Chắc Jimmy không đi tới cây chuối để phát huy nổi quá. Nội cây phóng điện với lại cây chôm chôm cháy gáo bông gáo này nó bắn là cũng tiêu Jimmy hết rồi. Mời coi. Quá xá là bông gáo luôn. Đây bông gáo này lợi hại lắm à. Đó, trị giá là 225 mặt trời nha. Chết chết, có con Jimmy khổng lồ nó đi tới kìa. Ôi chết sợ. Rồi xong có con một. Rồi xong. Rồi xong có một con bùm, Jimmy. Ờ, cháy đen con Jimmy khổng lồ rồi các bạn ơi. Rồi xong có một con. Ok, chiến thắng luôn. Rồi, chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Rồi, ok, bye bye. Rồi, xong. Cái bầm á bơi.